Trong tuần qua, Quốc hội cũng cho ý kiến vào tờ trình của Chính phủ về việc thực hiện luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu. Đây là nội dung được bổ sung kịp thời vào chương trình kỳ họp nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn cấp bách hiện nay, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cái tính cấp thiết nó thể hiện rằng là mùng 1 tháng 1 năm 2023 thì là Séc rồi là các cái nước Jansen này sẽ không công nhận không chấp nhận cái hộ chiếu mà không có cái thông tin về nơi sinh. Trong cái tờ khai thì đã có cái thông tin về nơi sinh rồi. Thế và dù có hiển thị, có thể hiện trên cái cuốn hộ chiếu hay không thì cái trường thông tin đó vẫn được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu về xuất nhập cảnh để sử dụng vào các cái mục đích về quản lý. Thế do vậy cái việc mà có bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu thì với người dân để đi làm cái thủ tục để xin cấp hộ chiếu này thì không có phát sinh thêm bất cứ một thủ tục nào cả. Thực tế thì hộ chiếu của nhiều nước tiên tiến trên thế giới thì cũng không có thông tin nơi sinh. Sau khi phát hành hộ chiếu, hầu hết các nước trên thế giới đều chấp nhận hộ chiếu của Việt Nam. Tuy nhiên, có một số nước từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho công dân của ta vào hộ chiếu không có thông tin nơi sinh. Do luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam không quy định trong hộ chiếu có thông tin nơi sinh, nên nếu bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu thì cần phải sửa luật để sớm tạo điều kiện cho công dân trong trường hợp chưa kịp sửa luật. Thì Quốc hội có thể ban hành nghị quyết chung để thực hiện vấn đề này.